Hello, xin chào cả nhà cùng tất cả các bạn. Hôm nay mình cũng tiếp tục đi làm công việc của mình các bạn ơi. Mình đi thăm bể rắn á, thì luồng bể này luồng bể cũ nha. Mình hôm nay mình đi thăm 30 cái. Mình đi đến cái địa điểm rồi. Đầu video cho mình gửi lời kính chúc tất cả các bạn nha, cùng gia đình đều mạnh khỏe, vui vẻ, an lành. Xem video mình giải trí cho vui. Mình xin mời các bạn. Rồi, trước giờ mình vô thăm cái bẫy đầu tiên á các bạn. Mình cũng lại mình quay đường này trước cho các bạn xem nha. Thì xem mình đâu đây. Thì hôm nay mình đi cũng mang theo hai cái bao nè các bạn. Có di dời bẫy, mình rút bẫy về thì nó cũng đỡ, người ta đỡ nhìn thấy thôi chứ không gì nha các bạn. Còn ở trong đây là cũng có bao tay ha. Với này 16 con chục nè các bạn. Mình giữ là lúa với lưỡi hái. Còn bên đây thì hôm nay mình đem theo có 4 cái bẫy dây cua các bạn. Hai cái túi lưới với cái cây dựng, với 4 cái bẫy xì cua. 4 cái bẫy này cái bẫy không luôn các bạn, để nó có dính gắn á, cho mình đổi mấy cái bẫy không này vào vô cái mình bắt tập trung về một chỗ á, mình bắt gắn ra cho các bạn xem nha. Rồi bây giờ mình tiến hành vào thăm cái bẫy đầu tiên nha các bạn. Cái bẫy đầu tiên của mình nằm mé bên cái lùm cây bên đó đó. Đó, giờ đầu mình tiến hành ra mình thăm nha, mình xin mời các bạn. Rồi, mình đến với cái bẫy đầu tiên các bạn ơi. Đây, cái bẫy nằm ngay đây. Mấy ngày nay mình bị đau họng quá cho nên mình nói chuyện nó hơi khàn khàn, thì các bạn xem thông cảm nha. Trời ơi, rồi, xong rồi các bạn ơi. Rồi. Nè. Cái bẫy mình tới đây mình thấy cái bao mình nó dày rồi là biết rồi các bạn ơi. Cái đầu tiên luôn. Rồi. Xong. Nè, cái bẫy mình đặt nè các bạn. Cái dấu nó còn lăn lứt luôn ha. Cái bẫy khủng nè. Rồi. Không biết cái này chó tha hay là người ta lấy, mà sao cái bao bẫy của mình nó nằm ngay đây luôn các bạn. Mình tìm coi nó có văn ngang ở đây không. Không có rồi. Trời ơi, có cái dấu người ta đi rồi các bạn ơi. Nè, cái dấu người ta đi nè. Đi ngang nè, đất sình còn rồi ha. Rồi, cái đầu tiên thì không cánh mà bay rồi các bạn ơi. Rồi, tiếp tục mình đi thăm cái bẫy khác các bạn ơi. Rồi, tiếp tục mình đến cái bẫy tiếp theo nha các bạn. Cái bẫy mình đặt ngay cái bụi lùm. Hôm rồi cái anh chăn bò anh đi ngang, anh nhìn mình đứng ninh nhìn mình quá trời lâu luôn. Ảnh khử anh coi có tốt không các bạn. Rồi xong rồi, ảnh không tốt các bạn ơi. Mình đặt cái bẫy khổng lồ mình ngay đây nè. Mình thăm chiến đầu ha, không dính ha. Chiến thứ hai anh lấy cái bẫy mình lâu lắm rồi. Cái bẫy này ít nhất anh lấy mình cũng phải 5-6 ngày nha các bạn. Mình dỡ lên cho các bạn xem nè. Đó, lúa còn rồi ha, mỗi bu lên luôn rồi. Cái này lấy mấy ngày rồi các bạn. Thử lòng mình ta chơi thôi. Đây, mình cho các bạn xem nè, đàn bò của anh ta nè. Đó, 4 con ha. Thôi kệ, anh ta thích đặt thì để anh ta lấy về đặt đi. Mình qua bên kia hầm 5 cái liên tiếp luôn các bạn. Rồi, tiếp tục mình đến cái bẫy tiếp theo nè các bạn. Cái luồng bẫy này mình 6 cái ở giữa cái đồng quang á. Kỳ rồi mình quấn 6 cái ở trong này bị nước ngập hết mấy cái á. Dính được 3 con á các bạn. Chiến đợt đó cứu mình á. Đợt này anh chăn bò anh cứu mình hết 1 cái rồi. Mà anh đứng anh nhìn mình dữ lắm. Nghi quá, ở đây chắc mắc luôn rồi các bạn nè. Đúng y như mình đã dự đoán ha. Nè, nè cái bẫy mình đây anh lấy luôn rồi nè các bạn. Hay thiệt. Đúng là con người ta ha. Để mình dịch kỹ cho các bạn xem ha. Anh đứng anh nhìn mình lâu dữ lắm. Nè, lúa con này ha, bằng chứng này ha các bạn. Đó, lúa ngang ngón tay mình nè các bạn. Rồi, cái luồng bẫy này của mình bữa nay thê thảm rồi các bạn ơi. Thăm cái thứ 6, mất 3 cái, lấy được 3 cái. Rồi, để qua cái bên đây coi còn không nha các bạn.
rồi ngay bụi mình bác mình có một cái nữa nè các bạn. Mà mình nghĩ không còn đâu. Nè cái dấu quần này các bạn nhìn thấy không? Mình con. Cái này hơn các bạn. Cái này còn nè. Mình thấy cái bao quẩy mình còn nè. Là cái này không có dính là sao là mới còn sót lại này nha các bạn. Cứu đẩy lên trước nè các bạn. Chuột chết, đúng rồi. Vì cái bẫy này tha cho mình là vì cái bẫy này không dính. Chuột chết các bạn. Ha. Chuột chết. Đây. Vô hai cái trong nữa nha các bạn. Rồi, mình đến cái bẫy thứ tư của cái luồng bẫy này các bạn. Ở trong kia người ta trồng gãy nha, chứ không phải là chòi, chứ không phải là nhà nha các bạn. Cái này mình đặt không, mình đặt bên đây hay là bên kia vậy? Mình xem thử coi, mấy nào. À, đặt bên đây rồi, bên đây nè các bạn nè. Trong giữa bụi mù nè, còn cái bẫy này còn nè. Vì cái bẫy này anh ta không, lúc ở bên đây anh ta không có nhìn thấy mình. Nó mới còn nè. Rồi, cái bẫy này hình như không có luôn các bạn ơi. Thử coi. Rồi, hụt luôn rồi các bạn ơi. Rồi, con chuột chạy ra luôn. Rồi, mình dỡ đi luôn các bạn ơi. Qua hai cái bên kia nữa nha các bạn. Đây, tuốt bên chân giường bên kia mới có nhà nha các bạn. Nó đang cày đất á. Mình loại bộ từ ở ngoài kia vô xa dữ lắm nha các bạn. Đó, mình loại bộ từ cái đám chằm bên đó. Đó, đám chằm cao bên đó mình loại từ bên đó xe đừng dựng ha, loại qua tới đây. Rồi bên đây mình còn hai cái nữa nè. Rồi để mình đi qua tới đó mình quay tiếp các bạn nè. Rồi tiếp tục mình đến cái bẫy tiếp theo các bạn. Lại gần tới mình mới quay cho đỡ thời gian, xem đỡ ngán ha các bạn. Đến đây mình đi muốn trong mặt rồi, không có nổi. Đây, đó. Nó dạch cho trống như vậy luôn rồi nè các bạn. Ha. Quá hay. Ừ ơi rồi nè các bạn coi nè. Ha. Vậy là hiểu luôn rồi ha. Đó. Rồi thôi. Nay một ngày thê thảm nữa rồi các bạn ơi. Và ra bên kia cái nữa, cái mình còn cái nữa, cái luồng này hết rồi, cái mình xuống dưới kia luôn các bạn ơi. Rồi mình đến với cái bẫy cuối cùng của cái luồng bẫy 6 cái này các bạn. Cái ngay gốc cây này các bạn nhớ không? Ngay bờ suối hôm đó, nó hôm đợt chiến trước mình thăm nước ngập á. Dính con rắn mình nói 1 kg á. Không có tới nha các bạn. Mình về mình thăm con rắn đó nó cho. Về mình cân á. Con rắn hành này nó chỉ có ngay đây nè. Chỉ có 8 lần rưỡi thôi. Mà bây giờ mình thấy cái bẫy mình lòi ra nữa nè các bạn. Như vậy luôn rồi. Rồi. Quá hề thảm các bạn ơi. Nó đạp cái bẫy mình dẹp đép luôn rồi. Ôi. Đây. Lấy rồi cái bẫy nào mà chê, không lấy đạp thì bỏ vậy luôn nữa các bạn. Quá. Ôi ơi. Nghề bẫy gắn này thật là thê thảm. Nay mình nản dữ rồi các bạn ơi, đi hết nổi rồi. Bẫy chồn mình đi đánh mình cũng bị trộm lòng hết, mình cũng đi không nổi luôn. Ngay chỗ này mát quá, mình ngồi nghỉ một tí bạn ơi các bạn ơi. Chuyển sang mình đánh bẫy gắn này qua cái mùa mưa này cầm cự. Nắng lại cỡ tháng 10, tháng 11 mình đi đánh bẫy chồn nữa các bạn ơi. Rồi qua bên kia 10 cái nữa cái gì hết rồi các bạn ơi. Rồi mình mời các bạn qua hâm 10 cái kia sau cùng ha. Rồi tiếp tục mình đến cái bẫy tiếp theo ở trong cái bờ dừa này, cặp bờ mương này giờ nhà đã bỏ hoang rồi các bạn. Hồi nãy mình nói lộn nha, mình thăm được 10 cái rồi mà bị chưa có con nào hết các bạn, còn 20 cái rồi nha. Cái này đây. Sao mình không thấy nó đâu hết trơn á các bạn ơi. Rồi xong luôn. Tiếp tục. Cái bẫy mình đặt đây nè các bạn. Ngay đây nè. Đây. Cái dấu láng còn nè. Ôi ôi.
nửa rồi các bạn ơi, mất nửa rồi. Rồi thôi mình tiếp tục giờ lát nữa mình bỏ bớt nha các bạn, chứ giờ quá trời rồi, mình chóng mặt luôn rồi. Rồi mình đến cái bẫy tiếp theo các bạn. Các bạn mình đặt ngay cái bờ chuối nè, ngay chỗ cái mép mương luôn. Bên trong là nhà người ta, bên trong nó chó sủa các bạn. Đó nha. Đây mình đặt, đặt ở dưới mương này. Rồi trong lỏng nữa rồi các bạn ơi. Rồi không thấy phòng xuống, không thấy gì hết rồi. Ê, sao nghe nặng các bạn? Nặng hay là bị dính cây ra? Nặng, nặng. Rồi rồi, có rồi, mình thấy dính rồi các bạn. Em hành nè. Rồi đầu tiên lăn lứt rồi nè. Đó, em nó nằm trong cái sào đít ha. Để mình xây cái đít bẫy rồi ha các bạn. Đây, lớn nhỏ đây. Ôi phần nè các bạn ơi nè, y tăng giả hết trơn nè. Đó, có phần mình tưởng là không có nha các bạn. Rồi bích chạch dày này đâu thấy cái gì. Đó, rồi em này chừng 3 lạng nè các bạn ơi. Đó, có tầm 3 lạng thôi. Cỡ 3 lạng nha các bạn. Em đầu tiên cậy nó có là mình cũng mừng rồi. À, phân dính trắng trắng đâu đây nè các bạn ơi, mưa quá rồi cũng trôi hết rồi nè, nè ha. Không có phân nè, tại vì mình đặt lâu quá. Em này cũng được các bạn ơi, 3 lạng rồi. Rồi tiếp tục mình qua hâm tiếp tục nha các bạn. Đến cái bẫy tiếp theo các bạn ơi, mình đặt cặp đường luôn, luồng bẫy này mình cuốn về hết luôn nha các bạn, cuốn ra đây chưa hết. Thì những cái pha nào nó không dính hay là thiệt hại gì nữa thì mình bỏ bớt nha, chứ để hơi video mình nó dài á, mình coi nó đúng nha. Đây, cái này nằm ở dưới cái đường luôn đây. Thật ra còn các bạn ơi, còn sao không thấy phân xuống gì hết, trống lỏng rồi phân không, rồi không thấy gì hết. Ê, nặng 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 hay là chuột. Rồi có con hành luôn, ở phân thì sao nè các bạn ơi, sao mà nó phân đen thui à. Đây em ở đây, em này khoảng 3 lạng nữa các bạn ơi, này phân đen thui nè ha. Đó, nằm ở dưới cái đít bẫy ngay chỗ ngoài ngoài miếng nè, để cái phân như hổ ngựa các bạn. Ngộ việc xe tới luôn nè, phân nè ha, phân đen thui nè, đi như hổ ngựa luôn. Rồi em về luôn các bạn ơi. Rồi qua mình cuốn tiếp luôn các bạn ơi. Ê các bạn ơi, mình thăm hồi nãy giờ dở bẫy hết rồi, lên xe hết rồi nè. Mình giờ còn giặt này 3 cái nữa hết rồi các bạn ơi. Mình chắc vô đây hết rồi. Mà có hàng ngắn này, hồi nãy mình dính được con ếch nè các bạn. Mình cũng không có quay, nó còn sống nữa các bạn. Con này hồi nữa chắc cuối video chứ mình thả nó luôn, nó nhỏ quá các bạn. Đó. Rồi mình vô mình thăm liên tiếp 3 cái luôn nha các bạn. Luồng này có 3 cái rồi. Mình khoai đây hay là kia ta? À, mình nhớ không nhầm là hình như nghe đây nè. Nghe bụi trúc nè. Đó. Rồi. Xong luôn rồi các bạn ơi. Ủa, có cái bẫy mình kìa các bạn. Đó. Đây mình lấy ra cho các bạn xem nha. Ủa, cái này không biết nó bị cái gì mà nó là dữ rồi các bạn ơi. À, cái này mình nghĩ không phải bị tai nạn gì bình thường đâu nha các bạn, cái này chó giật hay là gì nha, mà cái hôm mình nó bung nó lồi cái gì luôn nè các bạn ha. Nè đó, thì cái này chắc có lẽ là chứng tỏ là chó nó giật á các bạn ha, nó bung cái hôm ra hay là dính con rắn rồi con chó nó giật á. À, rồi nó lòi cái hơm này ra, con gắn nó ra được rồi các bạn ơi. Nè. Rồi. Còn hai cái nữa qua cái mình thăm luôn các bạn ơi. Rồi, ngay chỗ cái gốc cây lớn này mình có một cái nữa nè. Rồi.
khu này có chó săn nè các bạn ơi. Cái bẫy mình nó giật banh sát nằm ra ngoài kia kìa. Đây là chó các bạn. Để phá hoại một cái bẫy nữa nè các bạn. Ôi ôi ôi, hiện trường con chó nó quằn nè. Thấy sợ luôn. Cái này là chó các bạn ơi. Rõ ràng ha. Một ngày bị chó giật hơi thảm. Liên tiếp không còn cứu vãn được nữa nha các bạn, không còn cứu vãn được nữa rồi, bỏ luôn. Hôm mộng gì lòi ra trơn vậy luôn. Rồi thôi, còn cái cuối cùng vô cái quay cái cảnh cuối cùng cho các bạn xem cái về các bạn này. Rồi cái cuối cùng dưới góc dừa nha, nghe đám mì nè, thử xem sao. Rồi cái này không có, không sao, sao nó không vô đây ta, sát bên sân chó nó làm rồi đó mà nó không vô đây ta. Cái bẫy này còn nguyên rồi các bạn, vẫn còn may cái chót cuối cùng không, nó không bị, nó làm không bị làm thịt à. Không phải đâu nha các bạn, vì con chuột mình chết rồi nè nên nó không có còn sống, cho nên nó không có giật nè. Rồi ra ngoài mình kết thúc video ngày hôm nay rồi, cái mình về hen các bạn. Hết bẫy rồi các bạn ơi. Rồi các bạn ơi, mình thăm hết bẫy rồi. 30 cái bẫy ha, mà mình có hai em gắn với con con ếch. Con ếch này giờ mình thả nó luôn nha các bạn. Thì hôm nay là chó giật với mình bị đua một số bẫy, thì mình còn về chừng khoảng 22 cái nha các bạn. Cái luồng bẫy này mình cuốn luôn rồi các bạn ơi. Về bữa nay mình đuối rồi, không đặt nổi. Đi mình về thì một hai ngày sau rồi mình đi đặt, thì mai mốt rồi mình ẩn mình có clip mình làm ha. Nhưng cái clip này mình vẫn đăng nha các bạn. Giờ cả nhà và các bạn xem ủng hộ ha, coi giải trí chơi vui vui ha. Mình thả con này luôn. Em này nhỏ quá các bạn ơi. Đó. Rồi, anh phóng ra tới cái ruộng này ha. Có một con ếch nó nhỏ quá, thôi mình thả nó luôn nha các bạn ơi. Mình vũ sao đi. Đây, được hai em gắn. Đây, nha bạn. Đây đi. Thả cái bao ra. Chui ra. Để lên. Thở gửi vô. Chui vô trong cái kẹt nó chết mình chứ, mất thời gian với ảnh nữa. Bịch lúa nè, bịch lúa. Rồi, bịch lúa ra trước đi. Dạ. Ra nè các bạn. Em ra nè. Rồi. Em này không đến 3 lần các bạn ơi, 2 lần rưỡi á. Có tầm 2 lần rưỡi á. Nãy mình đón nó 3 lần. Em. Hôm nay đi thăm bẫy gặp ngày chó giật các bạn ơi. Clip này đăng chắc để tiêu đề chó giật quá, ngày cử thăm bảy ngày chó giật. Chết kiểu này đi, kiểu này giết phải nợ. Em này được rồi các bạn. Đó, em này gần 4 lạng rồi các bạn. 4 lạng nãy mình đón em này chừng 3 lạng, hơn 3 lạng đó các bạn. Thì em này cỡ 400 gram. Rồi ngon lành, ngon lành. Rồi hai em này là mình làm một cái đậu xanh đu đủ các bạn, cái mình làm chỉnh xị rũ đế cho nó tan bão bầm hen, chứ ngày hôm nay đi bầm quá. Quá bầm rồi. Rồi xong. Rồi video mình đến đây nó dài quá rồi, cả nhà và các bạn cho mình kết thúc tại đây ha.
Thì cuối video mình cũng chân thành cảm ơn cả nhà và các bạn đã dành thời gian xem video ủng hộ mình ha. Thấy vui nhớ cho mình xin một like ha, và một cái đăng ký kênh ủng hộ cho kênh mình và phát triển. Mình chân thành cảm ơn cả nhà và các bạn ha, đã ủng hộ. Chúc cả nhà và các bạn có một kỳ nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình nha. Mình sẽ về làm cho nó tan quá bầm nha các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn video sau.